Vâng, tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại và hiện nay thì đang diễn biến rất là phức tạp tại nước ta. Và trước những hệ lụy đó, nỗi đau do ma túy gây ra, nhiều nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng kêu gọi cộng đồng chung tay ngăn chặn ma túy và gửi thông điệp không thử ma túy dù chỉ một lần. Riêng nghệ sĩ Xuân Bắc và Hoa hậu Hờnenye, họ đã có điều gì nhắn nhủ tới giới trẻ? Xin chào các bạn. Chỉ cần dạo qua các nền tảng xã hội, chúng ta thấy có rất nhiều trend. Các bạn trẻ bây giờ sáng tạo thật, oách thật, tài năng thật. Và tại sao chúng ta không cùng nhau lan tỏa một cái trend mà bất kỳ ai cũng mong muốn, bất kỳ ai cũng thích. Và với thông điệp rất rõ ràng để cho cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Đó là tuyên truyền phòng chống ma túy đã có rất nhiều những hoàn cảnh đã trở nên vô cùng bi thảm, bi đát từ ma túy. Đã có rất nhiều những giọt nước mắt của những ông bố bà mẹ. Đã có rất nhiều người phải bỏ mạng vì ma túy. Chúng ta hãy lan tỏa những thông điệp tích cực. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng xem các nghệ sĩ khác đưa ra thông điệp gì. Xin mời. Là người con Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung, hãy mong muốn xã hội chúng ta và nhất là các bạn trẻ hãy tránh xa ma túy bởi vì những hệ lụy trong tương lai. Và hơn hết là không bao giờ được dùng thử ma túy, dùng chỉ một.